Cảm giác chung của khán giả khi xem xong Thiên Thần Hộ Mệnh Chắc cũng chỉ gói gọn trong câu em không hiểu. Em không hiểu của Amy trong video nổi tiếng Trời Giấu Trời Mang Đi Mà Thôi. Hay cũng đúng với bài hát của phim, nhìn vậy mà không phải vậy, quảng bá khá nhiều nhưng Thiên Thần Hộ Mệnh không thể nói đã khiến người xem thỏa mãn. Từ trước tới nay, Victor Vũ được mệnh danh là ông hoàng của dòng phim giật gân và bùa ngải ở Việt Nam sau Giao Lộ Định Mệnh, Bí Mật Thảm Đỏ, Hào Quang Trở Lại và Người Bất Tử. Quay về với thế mạnh sau vài năm, Thiên Thần Hộ Mệnh của anh hết lòng được mong đợi. Song, tác phẩm hóa ra lại mang đến một cốt truyện nhạt nhẽo và cái kết học lỏm từ phim trinh thám hấp dẫn của Tây Ban Nha. Nội dung Thiên Thần Hộ Mệnh bắt đầu khi nữ ca sĩ nổi tiếng Lam Phương tự sát sau khi lộ clip nóng. Đoạn phim tới từ một bữa tiệc thác loạn mà cô với Miley cùng tham gia. Tuy nhiên, cô gái hát bè này chối bỏ mọi chuyện và cho rằng không nhớ gì hết về ngày hôm đó. Vài tháng sau, Miley tình cờ gặp lại sản xuất âm nhạc Khánh, bạn trai cũ của Lam Phương. Bỏ qua lời can ngăn của bạn thân Huyền, cô tiếp tục dấn thân vào showbiz và được Khánh mời về làm ca sĩ mới cho công ty. Miley cũng tham gia vào một hội chơi búp bê Cù Man Thông để cầu xin danh tiếng, tình yêu. Mọi lời mong muốn của giọng ca trẻ đều thành hiện thực. Thế nhưng, đây cũng là lúc những kẻ xấu năm xưa quay lại uy hiếp Miley. Đồng thời, thứ bùa ngải mà cô lạm dụng cũng bắt đầu phản tác dụng. Nếu bạn mong chờ một bộ phim giật gân, hồi hộp đến phút chót với những pha twist như lật bánh tráng, hãy tìm xem lại Bí Mật Thảm Đỏ. Vì với Thiên Thần Hộ Mệnh, bạn sẽ được chứng kiến một kịch bản nhạt nhòa chỉ toàn là nói trong suốt gần 2 tiếng đồng hồ. Đến cuối, bộ phim vẫn sẽ có một màn hé lộ sự thật nhưng ai cũng biết là gì từ 30 phút trước. Thậm chí, thứ khiến khán giả bất ngờ nhất chính là Victor Vũ lại mượn kịch bản từ một phim trinh thám ăn khách khác, mà lần này là Vị Khách Vô Hình của Tây Ban Nha năm 2016. Quay lại với bộ phim, Victor Vũ đã làm lộ ra ngay từ đầu chi tiết then chốt xoay quanh bữa tiệc hôm đó và những gì xảy ra với hai cô gái. Thế nhưng vì một lý do nào đó chỉ mình anh biết, cái sự bí ẩn này vẫn bị kéo dài ra tới gần hết thời lượng phim mà chẳng có mục đích gì cụ thể. Thiên Thần Hộ Mệnh quyết nói không với logic như cái cách người bạn thầm thương trộm nhớ từ chối tình cảm của bạn vậy. Lam Phương là cô ca sĩ mạnh mẽ, dám mở miệng chống lại bọn bất lương. Nhưng khi xảy ra chuyện thì chọn cách tự sát. Tuyến phản diện thì thoải mái uy hiếp Lam Phương mà quên mất gia đình cô cũng là Trâm Anh Thế Việt. Nhưng cả nàng ca sĩ này và đạo diễn cũng quên mất điều đó. Ở Vị Khách Vô Hình, vụ tai nạn không có bất cứ manh mối nào để điều tra nên gia đình nạn nhân mới phải dùng đến cách thức ấy. Còn ở Thiên Thần Hộ Mệnh, phía cảnh sát được xây dựng một cách hời hợt khi chỉ biết hỏi mà chẳng có tí nghiệp vụ điều tra gì. Cuối cùng cũng chẳng ai hiểu vì sao họ phá được án. Cảm giác chung của khán giả khi xem xong chắc cũng chỉ gói gọn trong câu em không hiểu. Em không hiểu của Amy trong video nổi tiếng Trời Giấu Trời Mang Đi Mà Thôi. Kịch bản đã tệ. Victor Vũ còn làm tác phẩm tệ hơn bằng những màn chuyển cảnh rời rạc. Dựng phim kém. Bộ phim liên tục ném qua ném lại giữa các mốc thời gian khác nhau. Không có tín hiệu cụ thể. Câu chuyện của nhiều tuyến nhân vật bị đan xen nhưng không có sự đồng nhất về mặt nội dung. Những cảnh hù dọa xuất hiện cũng không đều khi có lúc Miley sống hoàn toàn yên ổn, nhưng rồi lại thấy hồn ma của Lam Phương hiện về ám. Phải chăng vì giật bồ của chị? Thế nhưng, ngay cả phần này thì Thiên Thần Hộ Mệnh cũng chẳng thể làm tốt. Thay vì kỳ công tạo ra những trường đoạn kinh dị cho chất lượng, phim chọn ngay chiêu thức hù dọa kèm âm thanh giật đùng cho rẻ, nhưng chắc chắn chẳng ngon và bổ. Trò trang điểm cho con ma thật kinh dị rồi dí sát vào màn hình cũng được xài. Đã thế có đoạn còn hao hao màn chui từ tường ra của nhiều phim kinh dị nước ngoài nữa chứ. Những thủ thuật này thì ngay cả những ai sợ phim kinh dị nhất cũng đã nếm qua rồi và chỉ thấy giật mình chứ chẳng sợ gì. Hù dọa chán chẳng bàn, thoại phim nghe còn tắt hứng hơn. Nhìn vào Thiên Thần Hộ Mệnh chẳng khác nào cái mạng xã hội khi có đủ thứ lời thoại, đạo lý cũng có. Xến sẩm cũng thừa mà đu chen chẳng kém ai. Dường như ekip phim cứ thấy gì hay, có phần thì nhét vô cho nhân vật đói mà chẳng quan tâm có giống với cách nói chuyện ngoài đời thực hay không. Ai đời đang lúc mùi mẫn thì lại kêu ca về bản chất con người như một triết gia thực thụ. Điểm cộng duy nhất của phim này có lẽ là phần âm nhạc khá hay với các giai điệu bắt tai. Những màn trình diễn của các nhân vật cũng được đầu tư khá ổn về phần phục trang và vũ đạo. Màu phim là thứ duy nhất mà Victor Vũ vẫn giữ được phong độ khi tạo được hiệu ứng thị giác cao, nhiều góc quay đẹp và chứa nhiều ẩn ý. Nếu nói Thiên Thần Hộ Mệnh chính là hậu truyện của Mắt Biếc 2019, cũng chẳng sai khi vai diễn của Trúc Anh không khác gì Hà Lan. Cả hai đều từ những cô gái ngây thơ dần bị sự phồn hoa cám dỗ. Một điểm chung nữa là Trúc Anh diễn cả Hà Lan lẫn Miley đều dở như nhau. Những đoạn nhí nhảnh, hồn nhiên thì tốt đấy, nhưng khi đòi hỏi cảm xúc hay sự tàn độc thì Trúc Anh chỉ biết trợn tròn mắt nhìn thẳng vào màn hình. Salim cũng tương tự khi không thể hiện được những phân đoạn đòi hỏi sức nặng nội tâm. May mắn là cô không có quá nhiều đất diễn để kéo dài cái sự đơ của mình. Samuel An thì tốt hơn hai người tình màn ảnh một chút.
Nhưng nhân vật của anh cứ tới những lúc quan trọng thì lại nhìn xa xăm rồi nhắc về Lam Phương trước mặt bạn gái mới cứ như để nhắc khán giả rằng mình chính là nhân vật then chốt trong âm mưu cuối cùng vậy. Đúng là đẹp trai thì tính cách nhảm nhí, mặt lạnh thì vẫn có người yêu. Amiko nàng ca sĩ duy nhất nhưng phải đóng vai không được hát trong phim, lại là người làm tốt bất ngờ. Vai diễn như được Donny đóng giày cho Ami khi thoại và biểu cảm chỉ cần đem từ video bài hát của mình lên là được. Cô xuất hiện trong phim như để nhắc nhở Miley rằng người bình thường không ai hành động phi lý như thế đâu. Nhưng vì yêu cầu kịch bản, dĩ nhiên cô bạn thân ngó lơ những lời khuyên này. Thiên thần hộ mệnh đánh dấu bước lùi rõ rệt của Victor Vũ trong việc làm phim khi kịch bản không còn được đưa lên hàng đầu. Thay vào đó, anh đã quá chú tâm vào cú twist cuối nhưng lại phản tác dụng khi quá trình xây dựng kém và học lỏm quá nhiều từ điện ảnh ngoại. Nếu sau này Victor Vũ có làm ra thêm một bộ phim dở khác thì Thiên thần hộ mệnh chắc chắn sẽ được dùng làm thước đo. Nhiều bấm thích, bình luận và đăng ký theo dõi ủng hộ team mình nhé. Liên hệ quảng cáo qua tổng đài 02439982828 hoặc Zalo 0971155115. Team VTGT6/2006. Chỉ đạo nội dung: Ngọc Khánh. Biên tập hình ảnh: Yến Trang. Biên tập âm thanh: Xuyến Chi. Chịu trách nhiệm sản xuất: Thanh Long. Nếu các bạn yêu thích video thì nhớ bấm thích, bình luận và đăng ký theo dõi để ủng hộ bọn mình nhé.